bàn thắng đầu tiên của Aguero trong màu áo Barca ở trận siêu kinh điển mới đây. Trang Twitter chính thức của Barcelona xác nhận Sergio Aguero sẽ tổ chức một cuộc họp báo cá nhân vào 18 giờ ngày thứ 4 15/12 giờ Việt Nam. Dù gã khổng lồ xứ Catalonia không tiết lộ nội dung cụ thể, tờ Marca Tây Ban Nha và Daily Mail khẳng định cuộc họp báo này của Aguero nhằm mục đích tuyên bố chia tay đội chủ sân Nou Camp, đồng thời giã từ sự nghiệp cầu thủ. Aguero sẽ công bố tương lai vào 18 giờ ngày 15 tháng 12. Chủ tịch Joao Laporta và các thành viên đội 1 Barca được xác nhận tham dự, trích đoạn bài viết trên Twitter chính thức của Barcelona. Daily Mail cho biết thêm, giám đốc bóng đá của Man City, Siki Bergiritay và huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ bay tới Tây Ban Nha dự cuộc họp báo này. Trên thực tế, thông tin Aguero tổ chức họp báo giải nghệ đã được tờ Marca hé lộ từ đầu tuần. Việc Barca không lên tiếng phản pháo phần nào khiến người hâm mộ đoán được số phận của siêu sao 33 tuổi. Aguero gia nhập Barca từ Man City dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2021, chơi tổng cộng 5 trận trên mọi đấu trường ghi 1 bàn. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina phải rời sân giữa chừng ở trận Barca gặp Alaves hôm 31 tháng 10 vì đau ngực, khó thở. Sau những cuộc kiểm tra y tế, Aguero được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhịp tim và nếu cố gắng ra sân, tính mạng của anh có thể bị đe dọa. Tờ Tipo Argentina tiết lộ ngôi sao 33 tuổi từng gặp sự cố tương tự năm 12 tuổi nhưng chưa trải qua vấn đề nào về tim mạch khi thi đấu chuyên nghiệp. Aguero khởi nghiệp từ năm 2003 trong màu áo câu lạc bộ quê nhà Independiente. Những năm tiếp theo, anh dần khẳng định tên tuổi tại châu Âu, dương tầm trở thành tiền đạo xuất sắc bậc nhất thế giới ở Atletico Madrid 2006 đến 2011, ghi 102 bàn 234 trận, và Man City 2011 đến 2021, 260 bàn 390 trận. Hiện tại, Aguero là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man City, cũng như cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử ngoại hạng Anh 184 bàn 275 trận. Cùng đội chủ sân Etihad, anh giành tổng cộng 15 danh hiệu lớn nhỏ, tiêu biểu như 5 chức vô địch ngoại hạng Anh, 6 Liga, 3 siêu cúp Anh,